Đi mất đâu? Thằng này nó nuôi con hơi nhiều. Giống con Mẫn. Mẫn con đâu nữa? Thằng Giống? Không có. Vợ đẻ nuôi hai đứa rồi thôi chứ. Rất là nhiều. Đâu ra? Nhiều cũng luôn. Hỏi gì là trốn được ra. Trốn đi, vợ hết nói thôi, gượng chứ nó trời mệt quá. Ờ, tụi nó thấy anh tới tấp nập kìa. Nói chuyện.